Kỳ lạ, thế giới săn lùng loại lá tía tô này để phòng chống SARS-CoV-2, còn người Việt lại bỏ phí. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Trước thực trạng số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn có xu hướng tăng cao, bên cạnh cuộc đua vaccine COVID-19, nhiều quốc gia cũng đang gấp rút tiến hành nghiên cứu để tìm ra loại thuốc đặc trị chủng virus này. Trong đó có bài thuốc được tạo nên bởi một loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm của người Việt mình. Song có lẽ là không phải ai cũng biết đến công dụng của nó trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị COVID-19. Do vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cô bác bài thuốc này, đồng thời chỉ cho cô bác biết khi nào thì có thể dùng bài thuốc này và khi nào thì bài thuốc này không còn tác dụng, cô bác nhé. Bài thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 từ chiết xuất lá tía tô. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hoạt chất có tên là Remdesivir được đánh giá có thể dùng vào điều trị COVID-19. Thời gian vừa qua, một số quốc gia đã phê duyệt hoạt chất này vào trong điều trị. Điều đáng nói ở đây là khi phối hợp chất này với chiết xuất lá tía tô, kết quả điều trị đã tăng lên gấp nhiều lần. Bài thuốc này bao gồm lá tía tô, đằng sâm, sắn dây, tiền hồ, bán hạ chế, bạch linh, mỗi loại 3 gram, trần bì, cam thảo, cắt cánh, sao cám, mộc hương, mỗi loại 20 gram. Tất cả các vị thuốc này tán bột hoặc dùng ở dạng thuốc thang sắc của bác nhé. Nếu của bác dùng dạng bột, mỗi lần sẽ uống khoảng 8 đến 12 gram bột được pha trong 200ml nước, cho thêm vài lát gừng tươi cùng vài quả táo tàu, rồi đun sôi trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó cô bác để nguội dần ở nhiệt độ 70 đến 80 độ C, mỗi ngày uống 3 lần. Còn đối với dạng thuốc thang, cô bác hãy giảm một nửa liều lượng so với dạng bột, sau đó mỗi ngày sắc lấy một thang, uống lúc ấm sau ăn cô bác nhé. Mặc dù lá tía tô là một dược liệu trong đông y, bài thuốc mà tôi vừa chia sẻ cũng là bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên nói về công dụng trong phòng ngừa và điều trị virus SARS-CoV-2 của lá tía tô thì đã được chứng minh bởi các nghiên cứu y học hiện đại. Cụ thể mới đây, nghiên cứu về hiệu quả của chiết xuất lá tía tô với virus SARS-CoV-2 đã được công bố. Các đánh giá của tác giả dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là sự ức chế lây nhiễm virus trong tế bào. Thứ hai là tương tác của chiết xuất lá tía tô trực tiếp với hạt virus thông qua xét nghiệm khử hoạt tính của virus. Và thứ ba là hiệu quả hiệp đồng tác dụng của chiết xuất lá tía tô với hoạt chất Remdesivir. Các thí nghiệm được tiến hành trên tế bào phế nang phổi, kết quả thu được như sau. Chiết xuất lá tía tô có hoạt tính ức chế SARS-CoV-2 trên tế bào Vero E6. Chiết xuất lá tía tô có tác dụng trong giai đoạn đầu của chu kỳ nhiễm virus. Cụ thể, có thể dùng trong 3 thời điểm, đó là trước khi virus xâm nhập vào cơ thể, trong quá trình virus hấp thụ và sau khi virus hấp thụ vào tế bào. Kết quả, chỉ sau 24 giờ cho thấy, bổ sung chiết xuất lá tía tô tại thời điểm trước khi virus xâm nhập thì có tác dụng ức chế mạnh hơn so với 2 thời điểm còn lại là sau khi virus đã trong quá trình hấp thụ vào tế bào. Tiếp theo, chiết xuất lá tía tô còn ức chế biểu hiện cytokine tiền viêm do virus gây ra. Cô bác cần hiểu rõ, mục tiêu mà virus nhắm tới là các tế bào biểu mô đường hô hấp và phổi. Do đó, tác dụng của chiết xuất lá tía tô sẽ được nghiên cứu và thể hiện tại dòng tế bào nang phổi Kaluba. Đây cũng là dòng tế bào rất dễ bị nhiễm virus. Và đúng thật là sự lây nhiễm đã diễn ra mạnh mẽ trong các tế bào này. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu sử dụng kết hợp cả Remdesivir và chiết xuất lá tía tô theo liều phụ thuộc, thì hoạt động của virus đã bị ức chế. Bên cạnh đó, chiết xuất lá tía tô cũng cản trở quá trình xâm nhập và nhân lên của virus. Nhờ đó, ngăn không cho bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu, đồng thời góp phần hạn chế sự lây lan, thậm chí tiêu diệt hoàn toàn virus, cô bác nhé. Không chỉ riêng lá tía tô mà tất cả các nguyên liệu khác được sử dụng trong bài thuốc đều có công năng trong điều trị các chứng bệnh về đường hô hấp. Điển hình như cắt cánh được dùng trong y học Trung Quốc là bài thuốc chữa ho, điều trị các bệnh về phổi và phế quản. Hay cam thảo vốn là một bài thuốc lưu truyền trong dân gian mà cho đến ngày nay vẫn có nhiều cô bác dùng để chữa các triệu chứng ho, cảm do thay đổi thời tiết. Rồi cả sắn dây, một nguyên liệu rất quen thuộc. Bạch linh, loại nấm sống ký sinh trên rễ cây thông,
có tác dụng tăng cường sức đề kháng, chữa nhiều bệnh khác nhau như suy nhược cơ thể hay mất ngủ. Cùng các nguyên liệu khác, khi kết hợp lại tạo thành bài thuốc hỗ trợ phòng ngừa và điều trị COVID-19. Tôi phải nhấn mạnh lại ở đây để tránh cô bác hiểu lầm. Tác dụng của nó là hỗ trợ giúp đẩy nhanh quá trình điều trị, chứ không có chuyện dùng mỗi bài thuốc này mà khỏi được cô bác nhé. Nếu cô bác gặp khó khăn khi chuẩn bị các nguyên liệu trong bài thuốc, chẳng hạn như không có đủ hay là không thể ra ngoài để kiếm, cô bác cũng có thể dùng nguyên lá tía tô bằng các phương pháp sau đây. Cô bác có thể ăn trực tiếp như bình thường mình hay ăn. Đó là rửa thật kỹ lá tía tô cho sạch bụi bẩn. Sau đó cô bác pha chút nước muối pha loãng dùng để ngâm tía tô cho sạch hẳn. Vớt ra để cho ráo nước rồi ăn như rau sống bình thường vậy. Nếu cô bác không ăn được rau sống, có thể lấy lá tía tô làm gia vị. Cũng giống như cho hành và các món ăn, cô bác hãy thái nhỏ lá tía tô, sau đó cho vào cháo, các món từ cà tím hoặc đậu phụ. Mùi hương của lá tía tô cũng giúp cho các món ăn thêm phần hấp dẫn hơn, cô bác nhé. Cầu kỳ hơn thì cô bác có thể làm trà tía tô. Cách làm cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần cho lá tía tô vào trong nồi cùng với nước, thêm chút đường phèn cho dễ uống. Sau đó đun sôi lên và lọc bỏ bã, lấy phần nước uống để nguội rồi uống. Cô bác có thể vắt thêm nước cốt chanh để cốc trà thơm hơn, cũng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Không chỉ có lá tía tô mà gần đây một vị thuốc trong đông y có tên là xuyên tâm liên cũng được đánh giá là có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19. Đặc biệt, vị thuốc này còn nằm trong danh sách 12 loại thuốc cổ truyền mà Bộ Y tế cho phép dùng để phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Vừa qua, Bộ Y tế có hỗ trợ chuyển cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu viên xuyên tâm liên. Tuy nhiên, nhiều cô bác hiểu lầm là có thể chữa khỏi bệnh chỉ với loại thuốc này mà không cần tới sự trợ giúp của các y bác sĩ. Vậy thì cụ thể xuyên tâm liên có công dụng như thế nào? Trong trường hợp nào mới có thể sử dụng? Tôi sẽ giải đáp những thắc mắc này ngay sau đây cô bác nhé. Thứ nhất, xuyên tâm liên là vị thuốc kháng virus tự nhiên. Tiến sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM cho biết, xuyên tâm liên là vị thuốc kháng nhiệt, giải độc. Theo các nghiên cứu, vị thuốc này dùng để sử dụng điều trị cho những trường hợp nhiễm virus hoặc vi khuẩn, sốt cao hoặc có hiện tượng viêm nhiễm. Gần đây, Thái Lan và một số quốc gia đã nghiên cứu lại xuyên tâm liên vì cho rằng nó có công dụng điều trị bệnh nhân COVID-19, bởi nó được xem như một loại thuốc kháng virus và kháng khuẩn từ thảo dược. Trong các đợt dịch trước, cô bác có thể thấy là sau 14 ngày kể từ khi lây nhiễm SARS-CoV-2, người bệnh mới phát bệnh và lúc này mới lây lan virus qua giọt bắn. Tuy nhiên, với biến thể Delta hiện nay, nó có thể lây lan qua không khí ngay sau khi xâm nhập vào cơ thể. Thời gian ủ bệnh có khi chỉ khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Thế nhưng cùng với đó thì phần lớn các ca bệnh lại không có triệu chứng. Cùng với việc virus tập trung chủ yếu ở vùng hầu họng nên tỷ lệ lây lan tăng lên theo cấp số nhân. Chính vì thế, uống xuyên tâm liên có thể hỗ trợ tiêu diệt virus, làm giảm lượng virus trong hầu họng, từ đó giảm lây lan trong cộng đồng. Mặc dù đã sở hữu các tính năng phù hợp để điều trị SARS-CoV-2, nhưng vị thuốc xuyên tâm liên vẫn đang được nghiên cứu thêm để đưa vào phác đồ điều trị của bác nhé. Chưa có bằng chứng nào cho thấy xuyên tâm liên có thể chữa khỏi COVID-19, nên không thể coi nó là thần dược. Thứ hai, xuyên tâm liên không có tác dụng phòng ngừa COVID-19. Tiến sĩ Ngọc Lan cũng cho biết, xuyên tâm liên đang được nghiên cứu và đề xuất sử dụng cho các trường hợp F0 không có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM cũng đang thực hiện nghiên cứu dựa trên các kết quả của Trung Quốc và quá trình điều trị thực tiễn tại Bắc Giang, Bắc Ninh mới đây để sớm đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Đây cũng là loại thảo dược rất dễ trồng, phù hợp với mọi loại hình thời tiết của Việt Nam mình ở mọi vùng miền, cô bác nhé. Tuy nhiên, cô bác không nên đổ xô đi mua xuyên tâm liên về sử dụng. Bởi như tôi đã nói, đây chỉ là vị thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh trên các trường hợp F0 chứ không có tác dụng phòng ngừa. Hoặc giả sử cô bác là F0 không có triệu chứng, đang được điều trị và theo dõi tại nhà, cũng không được tự ý sử dụng khi không có sự cho phép của bác sĩ. Ngoài ra, xuyên tâm liên cũng có tính hàn lạnh, nên nếu cô bác dùng không đúng liều sẽ rất dễ bị tiêu chảy, dẫn đến mất nước và kéo theo nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe.
Có thể thấy, dù là lá tía tô hay xuyên tâm liên hay bất cứ bài thuốc y học cổ truyền nào khác cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ quá trình điều trị, chứ bản thân nó không thể chữa khỏi bệnh hay phòng ngừa triệt để. Do đó, cô bác không nên thần thánh hóa các bài thuốc này, dẫn đến suy nghĩ sai lệch về vấn đề, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh nói chung của toàn thể xã hội. Quan trọng nhất, cô bác cần tuân thủ quy tắc 5K, bao gồm đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất là 2m, không tập trung đông người và khai báo y tế khi có di chuyển. Tiêm vaccine nếu thuộc đối tượng được tiêm. Bên cạnh đó, cô bác cần chú ý bảo vệ sức khỏe cho ông bà lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những ai có bệnh nền trong gia đình. Bởi đây đều là những đối tượng có sức đề kháng kém, dễ tiến triển nặng nếu mắc COVID-19. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.